mình sẽ làm dễ lau. Quê cho những người còn khó khăn, có thể là trong họ hàng hay là người quen gì đó, thì có thể là mình hơi cũ một chút xíu, nhưng mà đối với những người ở vùng quê của mình thì cái quần áo đó cũng rất là cần thiết cho họ. Những cái mà rách thì cho làm dễ lau, không thì tôi sẽ cho trung tâm từ thiện. Chúng tôi là The Smile Maker. Chúng tôi đang thực hiện dự án quyên góp quần áo cũ cho trẻ em mồ côi. Cùng tham gia nhé. Yeah. Tôi tham gia. Tôi sẽ tham gia.